lâu quá không không có ép sói ép đồ này kia ơi, nhiều khi nó mất cảm giác rồi anh em ơi. Ô mình căng, thấy nó ném như ba cái rồi dứt luôn đó 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 đó. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MUGamer.net nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là xoay sói tinh nha anh em ơi. Thì hiện tại ở bên con game này á thì cái nguyên liệu mà để ép sói á là sừng gáy á là nó bán trong X-Shop nha. Thì bây giờ mình sẽ mua ở trong X-Shop và mình sẽ quay lên cho anh em xem trong cái tỷ lệ thành công ở bên này là nó cao hay là thấp nha. Rồi bắt đầu luôn, mình sẽ mua khoảng 5 lần tại vì một một cái sừng này là nó 50k Vcoin nha. Và trong shop này anh em có thể thuê số hoàng kim cũng 50k một ngày. Thì bây giờ là có sừng gãy rồi, cắt đi chứ, cắt bớt. Và mình sẽ đi giải nén ngọc sinh mệnh và trao, trong đó mình sẽ về Nogia để mình quay xem cái tỷ lệ bên này là nó thế nào nhé. Rồi về Nogia luôn, mình ép là mình không cần bỏ ngọc tỷ lệ nha. Rồi thì bên này ép là cần một cái sừng gáy và ba viên ngọc sinh mệnh này, một viên trao. Đó, tỷ lệ thành công là 30% nha. Sắp xếp lại cái thùng đồ. Rồi, 30%. Mình nghĩ là cũng dễ thôi. Căn nó. 1 với cái tỷ lệ bên này căn 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 ném 3 lần có được không? Giờ nó ném 3 lần xong mình dứt. 1 này, 2 này. Một, hai. Ôi, nó ném 2 lần hoài anh em ơi. Một, hai. Á, trời 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 trời. Hai. Ôi nó ném 2 lần kìa, ném không ném 3 lần, biết mình canh 3 lần mà. Vai mình nghĩ là cái này thành công lắm. Một hai. Nó ném lâu quá, mình canh lâu quá mà cũng xịt anh em ơi. Cái đầu tiên là thấy toang rồi đó, lâu quá không không có ép sói ép đồ này kia ơi, nhiều khi nó mất cảm giác rồi anh em ơi. Ô mình căng, thấy nó ném như ba cái rồi dứt luôn đó 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 đó. Vậy là cũng dễ nha mày, cũng dễ cũng dễ, không khó lắm nha. Rồi được một con cưới lên luôn đi, còn 4 phát này xem lên được mấy con nữa nha. Bốn phát hy vọng lên đến 2-3 con nữa. Rồi một này, một con này nứng ném lâu, nứng lâu với em.
Ai đây? Một này. À. Bây giờ nó mới cho thuê soi tinh thì không biết khi nào mới nó cho soi soi tinh. À soi soi hoàng kim á. Ôi. Trời, cái này nó ném 5 lần luôn này. Toang rồi, toang rồi. Không thành công rồi, thất bại. Lần nữa, tiếp tục lần nữa. Cái này nó ném cái thứ hai là mình dứt. Thử đổi chiến thuật coi. Một nè, hai dứt. Đó, ôi. Hai đổi chiến thuật là thành công liền anh em ơi. Ồ. Con thứ hai nha, còn hai cái này có lên được hai con không? Thấy là cũng dễ đó, cũng không khó đâu. 30% mà tỷ lệ 30% mà mình ép nó lên được hai con, mà trong khi đó mới chỉ có ít ít lần. Một, bây giờ lại chiến thuật đổi, căn ba lần tiếp. Một nè, hai nè, oai. Căn 3 lần là gì đấy anh em ơi? Bên này nó biết là mình chuyên chuyên ra căn 3 lần rồi. Bây giờ đổi chiến thuật đi căn 2 lần thôi. Nó biết mất bài của mình rồi. Lộ bài à? Một. Ô. Hai hai ba lần cũng xịt anh em ơi. Vai. Để thử ép một lần nữa nha. Tôi mua thêm một cái sừng gáy nữa xem. Mua thêm một cái sừng gáy nữa thử ép xem cái tỷ lệ nó sao. 6 lần mà được hai hai con anh em ơi. 6 lần được hai con. Và đúng tỷ lệ 30% luôn. Không bố Ngọc. Rồi. Một này, hai này, giúp toang toang rồi, không lên được nữa rồi anh em ơi, được hai con thôi, để lên cho anh em xem cỡ chắc không nha. Đó cái team mình này, ôi anh em đứng ở thành quá trời này. Ôi, vui cả vui mình chém luôn này, cỡ sói là thấy chắc liền. Đi dạo một vòng bên trong này treo nhiều không nha, treo máy nhiều không nha, hay là về thành đứng hết à? À chắc là ông này là chuyên gia giết bọn kia đây. Ê không có mua máu ta đi đổ sát đi đâu, ông nào đổ sát không, chắc ông kia ông dọn về về thành hết rồi. Thôi về lo dẹp xe đi. Đó. Đó tinh màu đỏ nhìn cũng chất nha. Chất chơi người rơi. Thì cái tỷ lệ là ép là cũng cũng được thôi chứ không phải là tỷ lệ cao. Mình ép tính ra là 7 lần mà được hai con anh em ơi. Đó. Chắc chưa, chắc chưa, để coi còn là còn làm cái gì được nữa không, hay là ép thêm lần nữa ta, coi coi còn mét ba vui coi. Làm thêm một lần nữa. Một lần nữa lại phải đi giải nén cái ngọc sinh mệnh. Mình ép cái ép để sẵn đây, khi nào nó có cho ép số hoàng kim thì mình ép lên số hoàng kim. Ép số phòng thủ xong ép số tấn công xong lên ép số hoàng kim. Đúng luôn.
Nhiều khi lần này là lên đó, bị xịt 5 phát à. Một, hai, chức. Không ổn, căn căn con này bên này 3 lần căn không ổn đấy nha mày. Ờ không ép nữa, ép toàn hết rồi. Cho lên được 2 lần rồi, thì hết rồi. Rồi được có 2 con. Thì hiện tại cái con game này thì mình có làm mấy video rồi á. Anh em cày chỉ cần mát coin là 32.676 là mát coin nha. 676 là mát coin. Là đi kiếm đồ PK thôi. Giờ này buổi sáng thì cũng đang ít người anh em treo máy với lại chưa có online. Buổi chiều là on khá là đông, chiều và buổi tối. Thì sandbox là nó có mấy khung giờ buổi tối đó, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ tối. Là sandbox trên Arena này này. Là anh em đi săn khá là đông. Còn ở bên này là treo treo máy đánh đều bị vệ về cái chỗ đầu mặt nha. Đó. Đấy sói đó. Chắc chưa? Mà không bằng số hoàng kim được. Thôi. Video mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.